Bự ngay sau lưng kìa. Một sáu đầu, quay một sáu đầu. Quên ơi, cười đi cơ. Đi anh nhìn nó kìa. Cho bố để em chia tay. Vỗ tay đi, yeah. Hay quá ta. Đứng vô đây đúng không? Tuyết ơi! Tuyết có đi vô đây nè. Được rồi. Tuyết ơi! Bỏ tay xuống làm gì vậy con? Tuyết ơi! Tuyết! Tuyết! Con đang tặng nước kìa. Tặng nước kìa. Nước rồi. One of his most spectacular behaviors. He'll be making a small jump in the corner of the pool, and that will be your cue to cheer him on. Please do not step. Use caution as the surfaces of the lower areas are wet and may be slippery. For the health and safety of the animals, please do not put the glass or place it against the rock. Once again, do not put your hands over the glass. Thank you. Yay! Here comes another one!
Power. Power. Melo. Xuống kìa. Đây đó, nó xuống cho mình đi đó con ơi. Wow. Cameraman. Ôi trời, đòi xuống kìa, dữ không? Cái ngồi đất không mà. Xuống rồi á, bà này cũng xuống luôn mà. Ây yêu, bò kìa, giáp kì. Quỳnh ơi, đứng đây nè con. Đứng đây nè, đừng có bò. Đứng nè, em đứng kìa hay chưa? Mệt đó, quạt quạt đó. Quạt 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 quạt. Này có hơi không, có bò, giỏi. Chở ra tắm biển á, chơi biển. On the bay, you'll see everything from recreational sailboats to giant yachts. Also in this direction, you can see San Diego International Airport, formerly known as Lander Cove. Off in the distance to the south are the international border and the cities of Tijuana, Mexico, and Baja California. We hope you're enjoying this vision. It's in this area that Father Sarah founded the first mission in California. It's the University of San Diego with its splendid Blue Dome Chapel and directly across the